Vâng, xin kính chào quý khán giả thân mến. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân Thống Nhất. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến màn so tài giữa Thanh Hóa miền Nam cùng với câu lạc bộ Bằng Hữu FC. Và hai đội cũng đang để lại những bức ảnh để kỷ niệm cho trận đấu giao hữu này trên mặt cỏ Thống Nhất. Và như vậy hiệp một của chúng ta đã chính thức được bắt đầu. Và chúng ta hãy cùng chứng kiến màn trình diễn của cả hai bên vào lúc này. Một trận đấu mà dự đoán sẽ gặp rất nhiều những khó khăn dành cho các đội áo vàng khi họ đối đầu với một đội bóng mang tên là Thanh Hóa miền Nam, một trong những đội bóng được đánh giá là rất mạnh. Sĩ Thành đưa trọng khe lên phía trên. Đây là cơ hội dành cho các thủ Bằng Hữu FC. Cơ hội Anh Tuấn được chuyền. Bình Phan dứt điểm. Không vào. Vừa rồi đó là tình huống dứt điểm của Bình Phan. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống mà Bình Phan có cơ hội rất tốt để tung ra cú dứt điểm. Đường chuyền lên phía trên của số 9 Huỳnh Lê. Dứt điểm. Một tình huống ra chân rất tốt của Sĩ Thành. Nhưng chỉ tiếc là thiếu đi sự chính xác mà thôi. Huỳnh Lê đã tung ra một tình huống rót bóng rất tốt. Và Sĩ Thành có cơ hội tung chân. Sĩ Thành có khoảng trống rất lớn dành cho Bình Phan. Bình Phan sẽ làm gì ở trong tình huống này? Bình Phan dứt điểm. Không vào. Tình huống ra chân của Sĩ Thành. Đưa sang. Đưa chuyền dành cho Ngọc Minh Idol. Ngọc Minh Idol sẽ làm gì trong tình huống này? Một pha cầm bóng rất chắc của Ngọc Minh Idol và đường chuyền dành cho Hoàng Nam. Hoàng Nam dứt điểm. Không vào. Một tình huống bay người cực kỳ đẹp mắt của Huy Bồ này. Một tình huống mà Ngọc Minh Idol đã cố gắng xử lý trong một không gian đẹp và tạo đường chuyền dành cho Hoàng Nam. Hoàng Nam đã tung ra một tình huống ra chân có thể nói là rất xuất sắc, nhưng người xuất sắc hơn lại là thủ thành Huy Bồ này. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại cú bay người tuyệt vời này của Huy Bồ này để cứu thua cho câu lạc bộ Bằng Hữu. Cú chạy bóng vào rất nguy hiểm, bóng đã đi vào xa. Pha có mặt ở bên phải lần đầu tiên ở trong trận đấu này của Đức Sang. Đưa bóng vào rất nguy hiểm. Không vào. Tình huống đều đưa bóng vào với một độ cong cực kỳ khó chịu và khiến cho Huy Bồ này phải vất vả. Nhưng dẫu sao đó là một tình huống mà thủ thành của Bằng Hữu FC đã chơi tốt. Anh Tuấn, Bình Phan, cơ hội dứt điểm dành cho Bình Phan. Xử lý hàng hóa chết cháy. Không vào. Sở hữu nhiều cơ hội hơn. Một lần nữa chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống ngoặc bóng rất kỹ thuật và tung ra cú dứt điểm của Bình Phan. Anh đã kém may khi mà bóng đã tìm đến cột dọc. Quang Huy, Hùng Barry. Vẫn là Hùng Barry. Đây sẽ là cơ hội. Không được. Tình huống chuyển bóng vào của Hùng Barry dành cho Sĩ Thành. Những cầu thủ đều đã khoác lên mình sắc phục của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống đi bóng và sự can lướt của Hùng Barry đã được thể hiện rõ ở trong tình huống vừa rồi. Không có gì nguy hiểm. Được không? Lưới đi rất nhanh rồi. Hùng Barry. Hùng Barry. Một pha xử lý rất dườm dà của Hùng Barry. Cầu là vẫn còn. Vào. Hùng Barry đã có một pha xử lý mang hai thái cực khác nhau. Nhưng cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến. Thái cực đầu tiên về tính không hiệu quả. Thái cực thứ hai là bàn thắng cũng đã đến. Ở trong nhịp đầu tiên thì Hùng Barry hoàn toàn có thể dứt điểm. Nhưng có vẻ như Hùng Barry đã không muốn ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ. Nhưng rõ ràng không thể không nói về khả năng xử lý rất bình tĩnh và bình thản của Hùng Barry ở trong vòng vây của ba cầu thủ áo trắng. Một lần nữa chúng ta hãy cùng
nhìn lại tình huống xử lý của Paris và sau đó là một đường chuyền dành cho Anh Tuấn để cho tiền đạo này có thể ghi bàn. Nóng bị đầu dứt điểm, không vào. Tình huống dứt điểm rất căng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống mà Ngọc Minh Đồ có tung, có cơ hội để tung ra một tình huống dứt điểm. Lúc này thì Minh Thảo cũng đã vào sân. Hoàng Nhật Minh sẽ chơi ở khu vực giữa sân. Chọc khe dành cho Cường Royal. Cường Royal dứt điểm. Không vào. Bàn thắng thứ hai của các cầu thủ băng ướp xê. Một tình huống ăn mừng cực kỳ đẹp mắt của Gia Bảo. Đầu tiên phải kể đến tình huống dứt điểm có thể nói là cực kỳ căng của Cường Royal. Và chúng ta hãy cùng theo dõi lại cú ra chân này của Cường Royal đã khiến cho khung gỗ của Văn Nam rung chuyển. Và sau đó Gia Bảo đã có cơ hội để thực hiện cú đánh đầu và làm rung mảnh lưới của thủ thành Văn Nam. Ở một góc nhìn khác, chúng ta hãy cùng theo dõi lại. Nếu như vừa rồi mà Cường Royal chính xác hơn thì đó sẽ là một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt dành cho cá nhân cầu thủ mang số 8 bên phía câu lạc bộ Bằng Hữu. Hùng Barry. Hùng Barry đưa bóng vào. Đấy đâu, không vào. Vừa rồi đó là câu trả lời của cao thủ Thanh Hóa Việt Nam. Một tiếng nữa thôi thì Hùng Barry đã tặng một món quà cuối năm dành cho Minh Thảo nếu như Minh Thảo thực hiện cú đánh đầu thành công. Đó là một vị trí mà Minh Thảo không có người kèm. Anh đã có thời gian và thậm chí là có không gian để tung ra một tình huống tốt hơn. Khu vực hành lang biên nữa, anh sẽ bó vào trong để có thể chia sẻ nhiệm vụ tuyến giữa cùng với Đức Sạc. Nguy hiểm quá, không vào. Vẫn không vào. Một tình huống dứt điểm của ca sĩ Hoàng Nhật Minh. Và tình huống dứt điểm sau đó nữa là của Ngọc Minh Idol. Không được. Một tình huống đá chân phải nhưng bóng chạm vào chân trái. Và sau đó Ngọc Minh Idol đã có cơ hội để có thể tung ra một tình huống dứt điểm và làm rung mảnh lưới của thủ thành Huy Bông Hồ này của anh Tuấn. Và vừa mới đây đó là pha làm bàn của Gia Bảo. Cường Royal rất hay. Gia Bảo dứt điểm, có vào. Một tình huống chuyền bóng có thể nói là rất tốt của Cường Royal. Một pha bóng mà chắc chắn số 8 của chúng ta đã có một ý định thật sự rất thông minh. Sự nhanh nhạy ở trong khả năng chuyền bóng của mình. Và đó tạo ra một tình huống mà Gia Bảo có thể tung ra một tình huống dứt điểm tốt. Đây là Cường Royal. Quá hay, Gia Bảo. Trọng tài đã thổi còi. Một quả penalty dành cho cao thủ Bằng Hữu FC. Và như vậy người thực hiện không phải là số 24 Gia Bảo. Không vào. Nhưng họ đối với con sẽ được và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ Bằng Hữu FC. Dù cho đội trưởng của câu lạc bộ Bằng Hữu đã không thể giành được phần thắng khi đối đầu cùng với Văn Nam, nhưng cú đẩy bóng ra của Văn Nam đã tạo điều kiện cho Cường Royal có thể thoát xuống. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Một tình huống mà Cường Royal đã thoát xuống rất nhanh như một chiếc ô tô điện. Và sau đó là một pha bóng mà Văn Nam chỉ biết vào lưới nhận bóng mà thôi. Ở một góc máy khác thì chúng ta thấy là Cường Royal đã lao xuống nhanh đến như thế nào. Minh Thảo, vẫn là Minh Thảo, tuyệt vời. Hoàng Nhật Minh không được. Nếu như Hoàng Nhật Minh tung ra cú đá không chạm vào rất nguy hiểm. Và kết thúc là của Minh Thảo. Và nếu như Hoàng Nhật Minh tung ra cú đá trước đó không chạm vào trung vệ Minh Luân của Bằng Hữu FC thì đó là một tình huống mà Hoàng Nhật Minh sẽ đưa ra một tình huống dứt điểm đi ra ngoài.
sự cố gắng và những sự nỗ lực của Ngọc Minh Idol. Không vào! Không vào, vẫn không vào, và như vậy đã có bàn thắng để chúng ta tỷ số. Một tình huống thật sự là rất lộn xộn trước khung gỗ của Huy Bầu Đài. Cột dọc liên tiếp. Và sau đó thì cầu thủ ma số 3 của Thanh Hóa Việt Nam đã ghi bàn để giúp cho đội bóng áo trắng có được bàn thắng. Vâng, chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Bóng chạm vào mép chạm cột dọc và làm rung mảnh lưới của Huy Bầu Đài. Cùng Barry tiếp tục sẽ là một cơ hội khác dành cho Thanh Hóa Việt Nam. Dứt điểm Hoàng Nhật Minh, vẫn là một cú dứt điểm đi lên trời của Hoàng Nhật Minh. Cảm giác nơi đôi chân của Hoàng Nhật Minh lúc này đang là một vấn đề, và nếu như đó là một tình huống mà Ngọc Medo có mặt thì sẽ là một tình huống cũng đi lên trời. Không thành công. Tốc độ cực kỳ Royal rất thông minh. Chú Phúc, vẫn là chú Phúc sẽ làm gì nào? Dứt điểm tuyến 2 chẳng? Vẫn là đường chuyền. Không vào, nhưng còn là vẫn còn. Nhưng đó là một tình huống mà có vẻ như cầu thủ áo số 7 của chúng ta đã chưa thật sự là chuẩn chỉnh trong cái đầu của mình. Có thể nói đây là một pha bóng rất giàu trí tưởng tượng đến từ Cường Royal. Cứ tưởng chừng như anh sẽ tiếp tục dốc bóng xuống và tạo ra một tình huống dứt điểm. Nhưng không, anh đã thả một quả bóng thật sự là rất bất ngờ, khiến cho hàng phòng ngự của cao thủ áo trắng không thể xoay sở. Bóng đến chân Hoàng Nhật Minh, có cơ khoảng trống để dứt điểm. Cú dứt điểm của Hoàng Nhật Minh vẫn còn quá đơn giản. Bóng đã tìm đến ngay vị trí của Huy Bầu Đài. Thảo, vẫn là Minh Thảo. Quá hay, Minh Thảo dứt điểm đi. Không vào, cơ hội là vẫn còn. Minh Thảo phải cần đến 3 nhịp thì Thanh Hóa Việt Nam mới có thể làm rung mảnh lưới của Huy Bầu này lần thứ 2. Bởi như vậy đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Và người vừa tỏa sáng ở trong tình huống vừa rồi đó là Minh Thảo. Và chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống phối hợp giữa Hoàng Nam cùng với Minh Thảo. Một nhịp dứt điểm, một nhịp xử lý, và sau đó pha dứt điểm cuối cùng của Minh Thảo mới có thể làm rung mảnh lưới của các thủ bằng hữu FC. Nhưng không thể không nói về khả năng điềm tính của Minh Thảo. Và nếu như những cầu thủ không bình tĩnh thì sẽ thực hiện một cú dứt điểm ngay. Nhưng không, Minh Thảo xử lý thêm một nhịp nữa để tạo ra một cơ hội tốt hơn, tăng khả năng làm bàn. Thời gian cho hiệp thi đấu thứ hai cũng không còn nhiều nữa, nhưng về lý thuyết sẽ là đủ để cho Thanh Hóa Việt Nam có được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng cú hất bóng này của Đức Sang lại không thành công. Huy Ngô, Đức Sang, cầu đây rồi, Đức Sang cũng lên trống. Hoàng Nhật Minh, cuối cùng thì Hoàng Nhật Minh mới có thể ghi bàn dành cho các cầu thủ Thanh Hóa Việt Nam. Đó là món quà đến từ Đức Sang, món quà cuối năm của Đức Sang dành tặng cho Hoàng Nhật Minh. Sau những cú bắn chìm ở những tình huống trước đó thì bây giờ chìm cũng đã không còn nữa, và Hoàng Nhật Minh cũng đã chính thức làm rung mảnh lưới của Huy Bầu Đài và có được bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ Thanh Hóa Việt Nam. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống chạm bóng này. Tuyệt vời Hoàng Nhật Minh, chàng ca sĩ của chúng ta đã nổ súng. Trọng tài vừa nhìn đồng hồ, có lẽ đây cũng là một trong những tình huống cuối cùng rồi. Trận đấu của chúng ta đã chính thức khép lại với tỷ số hòa 3 đều ở trong một trận đấu mà hiệp 1 là trận đấu của các cầu thủ áo vàng, và hiệp 2, giai đoạn nửa sau hiệp 2 là trận đấu, là sân khấu của các cầu thủ Thanh Hóa Việt Nam với 3 bàn thắng liên tiếp để gỡ hòa.